Ok, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Kiến Thức. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể set up một chiến dịch quảng cáo Google Ads dành cho người mới bắt đầu. Trong Google Ads thì nó có rất là nhiều những cái chiến dịch quảng cáo khác nhau, ví dụ như là tìm kiếm này, hiển thị, rồi video, tiếp thị lại, shopping. Đó, nó có rất là nhiều những cái vị trí, rất là nhiều những cái chiến dịch quảng cáo khác nhau như vậy. Và cái việc mà để học được tất cả các chiến dịch quảng cáo của Google nó rất là mất thời gian. Vì vậy cho nên cái điều mà tôi mong muốn bây giờ đó là các bạn hãy dành ra một vài giây để ấn like cái video này và ấn subscribe kênh để có thể theo dõi các cái video tiếp theo trên kênh. Chúng ta có thể học được những cái kiến thức, những cái kỹ năng mới liên quan đến Google Ads. Và để có thể học được Google Ads thì các bạn buộc phải có một cái thẻ Visa để chúng ta có thể add vào tài khoản Google. Đồng thời thì khi mà tôi hướng dẫn các bạn nên dừng cái video lại, sau đó thì các bạn thực hành, vừa làm vừa thực hành, chứ chúng ta không xem và để đó, vì cái việc chúng ta chỉ xem thôi nó không giải quyết vấn đề gì cả, được chưa nào? Thì để có thể chạy quảng cáo Google Ads thì trước hết là các bạn cần phải có một cái tài khoản Gmail, đương nhiên rồi. Và sau đó thì các bạn tìm kiếm cho tôi là Google Ads. Thì khi mà chúng ta chạy quảng cáo Google Ads, nó sẽ có hai loại hình thức Google Ads khác nhau, bao gồm là Google MCC và một cái tài khoản Google thông thường. Thì các bạn chọn cái nào cũng được. Với những bạn mới bắt đầu thì các bạn có thể sử dụng tài khoản Google quảng cáo bình thường, tức là tài khoản quảng cáo. Còn nếu như các bạn muốn phát triển rất là nhiều những cái mặt hàng khác nhau, rất nhiều những cái chiến dịch quảng cáo dành cho các nhóm sản phẩm hoặc các doanh nghiệp khác nhau thì các bạn sử dụng Google MCC. Và trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta thiết lập một tài khoản quảng cáo cá nhân. Đây, các bạn nhìn thấy này, chúng ta có thể nhấp lên phần quảng cáo cũng được, còn nếu không thì các bạn sẽ chọn vào trong phần app.google.com và v-n có nghĩa là ngôn ngữ tiếng Việt, các bạn nhấp vào đây. Đó, thì đây là giao diện của chúng ta này. Và khi mà chúng ta muốn kích hoạt một tài khoản như thế này thì chúng ta có thể chọn bắt đầu ngay hoặc là chọn đăng nhập, các bạn chọn cái nào cũng được. Đó, thì thông thường chúng ta sẽ chọn vào ấn vào bắt đầu ngay. Các bạn chờ một chút thì đây sẽ là trang tổng quan của Google Ads của chúng ta. Với những bạn mới thì cái việc mà hiển thị những cái tài khoản như này nó rất là khó để các bạn có thể hình dung được chúng ta đang làm việc với cái gì. Thì tôi sẽ chia sẻ một chút cho các bạn về giao diện. Ở phía bên khu vực bên trái là tất cả những gì mà chúng ta sẽ nhìn thấy đối với các cái lựa chọn của chúng ta. Các bạn có thể phân tích các cái chiến dịch này, phân tích nhóm quảng cáo, phân tích từ khóa, phân tích tạo ra các đối tượng. Phía bên tay phải là khu vực hiển thị chính của chúng ta. Và khi mà chúng ta tạo một tài khoản quảng cáo như thế này thì bạn sẽ thấy là nó có hiển thị là tài khoản của bạn không thể hiển thị quảng cáo. Để bắt đầu hiển thị quảng cáo, hãy nhập thông tin thanh toán của các bạn. Thì các bạn có thể thực hiện nhập bằng cách là khắc phục được vấn đề, hoặc là tạm thời á, khi mà chúng ta học thì các bạn cứ bỏ qua phần này cho tôi, các bạn nhấp phần ấn này. Đó, thì nó sẽ gọn hơn. Còn ở phía trên này chúng ta sẽ có một vài phần, ví dụ như là báo cáo này, công cụ và cài đặt này, mới, trợ giúp và thông báo. Thì khi mà chúng ta mới chạy quảng cáo, cái phần công cụ và cài đặt là phần quan trọng nhất. Các bạn nhấp vào đây, bạn sẽ thấy có rất là nhiều những lựa chọn này. Ví dụ như có công cụ lập kế hoạch này, thư viện chia sẻ này, hành động hàng loạt, đo lường, thiết lập và thực hiện thanh toán. Thì cái thực hiện thanh toán chính là cái phần mà khi nãy chúng ta hiển thị lên màu đỏ đấy. Thì các bạn có thể nhấp vào phần tóm tắt để thiết lập nó, chúng ta thiết lập sau, không sao cả. Ok, quay trở lại với cái việc thiết lập một chiến dịch quảng cáo Google Ads thì các bạn cần phải xác định rất rõ ràng là chúng ta chạy quảng cáo để làm gì và đối tượng của chúng ta là ai, đúng không ạ? Giả sử như bây giờ tôi đang thực hiện một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm. Quảng cáo tìm kiếm là như thế nào? Ở đây, ví dụ như tôi sang Google, tôi search một từ khóa là bàn học, đúng không ạ? Thì các bạn thấy này, ở khu vực phía trên này hiển thị tối đa 25 hình thì đây gọi là quảng cáo shopping ad. Chúng ta có thể nhấp vào đây để hiển thị ra nhiều hơn này, đó là shopping ad. Phía bên dưới này, phần quảng cáo hiển thị bằng văn bản, đây chính là quảng cáo tìm kiếm. Tức là khi mà một người dùng tìm kiếm một từ khóa bất kỳ thì Google nó sẽ đề xuất để hiển thị một cái quảng cáo tương ứng và phù hợp nhất với tìm kiếm của khách hàng đó. Với một loại quảng cáo tìm kiếm thì chúng ta có thể hiển thị tối đa là 5 cái quảng cáo ở phía trên này, 4 hoặc 5 thì tùy.
Và phía bên dưới này thì chúng ta có thể hiển thị tối đa 3 cái quảng cáo nữa. Việc quảng cáo hiển thị hay không thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố. Dạ, các bạn thì hình dung như vậy. Và với quảng cáo tìm kiếm thì nó sẽ phù hợp với những cái sản phẩm mà giá trị nó lớn một chút, hoặc là các bạn muốn thu hút khách hàng vào trong cái website của mình thì các bạn sẽ lựa chọn là quảng cáo tìm kiếm. Còn với phần shopping ad hay là remarketing hay là video thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trong các video tiếp theo, đúng không ạ? Rồi, để có thể thiết lập một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm thì các bạn có rất là nhiều cách khác nhau. Nhưng mà thông thường thì các bạn thấy này, chúng ta nhấp vào phần tổng quan. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy một nút dấu cộng này. Bạn nhấp vào cộng chiến dịch mới. Các bạn thấy này, trong này chúng ta có tổng cộng là 8 cái lựa chọn, bao gồm là doanh số này, khách hàng tiềm năng, lưu lượng truy cập trang web, cân nhắc về thương hiệu, mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi, quảng cáo, bá ứng dụng, chương trình khuyến mãi các cửa hàng thực tế, và một tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu. Thì với một khách hàng, một người chạy quảng cáo mới á, các bạn sẽ thường là sẽ tập trung vào doanh số, đúng không ạ? Hiển nhiên rồi, chúng ta phải tập trung vào doanh số, nhưng đó là cái mục tiêu cuối cùng. Còn cái mục tiêu của chúng ta với một người làm marketing, một người làm chạy quảng cáo, thì chúng ta chỉ hướng đến cái đối tượng khách hàng mục tiêu thôi. Tức là chúng ta mang hàng hóa đến với khách hàng và mang khách hàng đến với hàng hóa. Còn về mục tiêu doanh số, nó là quan trọng nhưng nó không phải là mục tiêu tối thượng của người làm quảng cáo. Và khi mà chúng ta chạy quảng cáo tìm kiếm á, thì chúng ta nghĩ rằng là nó sẽ là khách hàng tiềm năng. Nó cũng đúng, nhưng mà cái cách thực hiện của nó sẽ rất là khác, cho nên là chúng ta không lựa chọn cái này. Và cái lựa chọn cơ bản nhất của chúng ta đó là lưu lượng truy cập trang web. Đây chính là quảng cáo tìm kiếm các bạn nhé. Tuy nhiên, khi mà bạn lựa chọn vào đây thì Google nó sẽ thiết lập sẵn cho các bạn một số cái chiến lược quảng cáo. Và thường là những cái gì mà cài đặt mặc định của Google thì nó không tốt cho các nhà quảng cáo. Cho nên là để có thể lựa chọn một chiến dịch nó thông minh và cài đặt theo cái mong muốn của chúng ta thì các bạn sẽ lựa chọn cho tôi cái phần tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu. Đó. Thì trong này nó lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lựa chọn khác nhau, như là tìm kiếm này, tối ưu hóa hiệu suất này, hiển thị mua sắm, video ứng dụng smart địa phương và khám phá. Tất nhiên là chúng ta muốn chạy quảng cáo tìm kiếm thì chúng ta phải nhấp vào phần tìm kiếm rồi, đúng không ạ? Lúc này bạn dịch xuống một chút thì bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một 3 cái lựa chọn, bao gồm là lưu lượng truy cập trang web này, cuộc gọi điện thoại và lượt tải xuống ứng dụng. Với một số cái giao diện của Google khác nhau, nó sẽ có những cái cách bố trí khác nhau, và các bạn tìm kỹ một chút thì nó sẽ nằm ở đâu đó thôi. Nếu như không có thì các bạn cứ bỏ qua. Với lựa chọn truy cập trang web có nghĩa là giống như tôi tìm kiếm cái bàn học khi nãy, và nó hiển thị lên một cái quảng cáo và tôi nhấp vào thì đó là lưu lượng truy cập vào trang web. Cuộc gọi điện thoại tức là nó hiển thị lên cho các bạn một cái nút gọi để các bạn có thể thực hiện gọi ngay một cuộc gọi. Cái việc lựa chọn cuộc gọi điện thoại này nó chỉ phù hợp với một hoặc là một số nhà quảng cáo nhất định mà thôi. Và thông thường á, thì đa số những người thực hiện cái việc quảng cáo tìm kiếm thì sẽ không lựa chọn hoặc là không phù hợp với cái cuộc gọi cho điện thoại. Với cái việc tải xuống ứng dụng cũng vậy, nó chỉ phù hợp cho những nhà phát hành game, những nhà phát hành ứng dụng mà thôi. Còn với những người bán hàng như chúng ta thì thông thường là chúng ta không lựa chọn cái này. Các bạn sẽ lựa chọn cho tôi lượng truy cập vào trang web. Thì Google nó sẽ hiển thị này, trang web doanh nghiệp của bạn. Thì ở phần này bạn nhập cũng được và không nhập cũng được, và thông thường thì tôi không nhập gì cả, đúng không ạ? Phần tên chiến dịch này thì chúng ta phải lựa chọn một cái tên để làm sao sau này chúng ta tạo bao nhiêu chiến dịch thì chúng ta vẫn biết là cái chiến dịch đó là như thế nào, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như là tìm kiếm bàn học. Rồi, ok. Bàn học người lớn đi. Sau đó thì bạn sẽ nhấp vào phần tiếp tục. Ở phần này hiện ra một cái thông báo như vậy thì bạn sẽ nhấn vào bỏ nó đi và nhấn vào thoát. Trong phần đặt giá thầu thì bạn lựa chọn cái loại giá thầu mà bạn muốn hướng tới, thì phần này bạn chọn cũng được, không sao cả. Chúng ta sẽ thiết lập điều chỉnh sau, bởi vì là khi mà chúng ta lựa chọn thiết lập giá thầu thì tôi thường là sẽ thực hiện thiết lập ngân sách cho từng
cái nhóm quảng cáo một, từng cái bộ từ khóa một, chứ không thiết lập cho cả chiến dịch, đúng không ạ? Nếu như bạn vẫn muốn thay đổi thì bạn sẽ nhấp vào trong phần đặt hạn mức cho giá thầu cho mỗi lần nhấp. Thì cái này á, với những người mới chúng ta sẽ rất là khó để biết được là cái từ khóa đấy nó cần bao nhiêu tiền là phù hợp. Cho nên là chúng ta cứ để là tối ưu hóa lực nhấp. Hoặc giả sử như tôi đã phân tích được dữ liệu của bàn học rồi thì tôi có thể đưa ra đây một cái ngân sách, cái giá thầu CPC, tức là cái lượt nhấp vào trong từng quảng cáo của tôi, là ví dụ như 15.000 chẳng hạn. Đó, các bạn nhập cũng được, không nhập cũng được. Chúng ta sẽ phân tích sau khi mà chúng ta có dữ liệu sau này. Và việc quảng cáo ấy, nó khó nhất là ở phần phân tích dữ liệu chứ không phải là xét một chiến dịch quảng cáo. Các bạn hiểu không ạ? Vì quảng cáo nó từng đấy kỹ thuật thôi. Nhưng cái việc chúng ta phân tích dữ liệu và chúng ta đưa ra quyết định là chúng ta làm gì với quảng cáo của mình, nó mới là quan trọng. Đó, thì bạn có thể lựa chọn hai cái lựa chọn, bao gồm là đặt hạn mức hoặc là tối ưu hóa lực nhấp mặc định. Thì bạn chọn cái nào cũng được. Giả sử như tôi để là hạn mức cho giá thầu tối đa đi, tối đa hóa lực nhấp, tôi chọn tiếp tục này. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn cái mạng hiển thị, cái mạng tìm kiếm của chúng ta là như thế nào. Đối với mạng tìm kiếm, hiển nhiên là khi mà chúng ta tìm kiếm một cái gì đó trên thanh Google, ví dụ như là bàn học như thế này, thì đó là tìm kiếm, mạng tìm kiếm của Google là cái này. Vậy thì đối tác tìm kiếm của Google là gì? Đối tác tìm kiếm của Google là những cái trang mà cho phép chúng ta tìm kiếm ở trên đấy. Có rất nhiều trang là đối tác của Google và họ tìm kiếm, thì chúng ta nên chọn cái này. Còn ở phần mạng hiển thị thì các bạn nên tắt bỏ nó đi. Tại sao tôi lại không muốn dùng mạng hiển thị? Ví dụ như tôi là vào trong phần dân trí đi. Thì bạn kéo một chút thì bạn sẽ thấy là nó có những cái quảng cáo như thế này này. Chờ một chút. Đây, rất nhiều quảng cáo. Đây, quảng cáo Google này, bạn thấy chữ X và chữ Y không ạ? Đây chính là quảng cáo của Google. Thì đây chính là những cái mạng hiển thị. Vậy thì tại sao trong một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm chúng ta lại không lựa chọn mạng hiển thị, trong khi đó nó giúp cho các bạn tối ưu cái lượt nhấp vào trong trang web của mình? Thì bạn phải hình dung là chúng ta đang nhắm tới những đối tượng tìm kiếm một từ khóa nào đó trên Google, và các bạn chỉ nên tập trung vào đúng một nhiệm vụ là tạo ra một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm thôi. Còn cái việc mà chúng ta muốn chạy quảng cáo hiển thị ở trên các cái trang giống như là Dân Trí hay là trên Vietnamnet hay bất kỳ một cái trang đối tác nào của Google, thì các bạn có thể tạo riêng một chiến dịch và nhắm đến đúng cái đối tượng đấy thôi. Chứ chúng ta không nên vừa bán cơm lại vừa bán phở, thì tất nhiên là nó sẽ không ngon rồi, và chúng ta sẽ rất là khó để quản lý cái quá trình mà chúng ta cài đặt một chiến dịch quảng cáo, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta lựa chọn mạng cài đặt chiến dịch như thế này rồi, thì các bạn sẽ kéo xuống một chút và chúng ta sẽ có một phần vị trí. Phần vị trí này thì bạn cần xác định xem là cái vị trí của hàng hóa của chúng ta đang nhắm tới là như thế nào. Ví dụ như tôi lựa chọn Việt Nam thì có nghĩa là tôi đang chạy quảng cáo đến tất cả các khách hàng, những người tìm kiếm của tôi ở Việt Nam. Khi mà chúng ta xét một chiến dịch quảng cáo ấy, thì các bạn cần phải xác định ngoài những cái doanh nghiệp, những cái khách hàng mà chỉ bán hàng ở trong một khu vực địa lý cụ thể nào đấy, ví dụ như là Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ gì đấy, thì chúng ta chỉ nên target vào trong những cái tỉnh đấy ra. Thì khi mà chúng ta xét một cái chiến dịch quảng cáo dành cho một đối tượng khách hàng của chúng ta, mà chúng ta cái khách hàng của chúng ta bán hàng trên toàn quốc ấy, thì chúng ta cũng cần phải xác định các vị trí khác nhau. Tại sao lại như vậy? Ở đây tôi lấy một ví dụ. Khi tôi search một từ bàn học, và các bạn nhìn bên dưới này, cái giá thầu của tôi ở đây là từ 2.000 cho đến 5.000, đúng không ạ? Đó là toàn Việt Nam. Nhưng khi mà tôi lựa chọn một đối tượng, một khu vực khác, ví dụ như là Hà Nội đi, Lưu, thì bạn thấy này, cái mức thầu tối đa của tôi đã lên 6.900. Và tôi sẽ chuyển sang phần Hồ Chí Minh đi.
Cái giá thầu thấp nhất của tôi là 3.100 và cao nhất lại là 6.200, và tôi chuyển sang một tỉnh lẻ đi, ví dụ như là Thanh Hóa. Bạn thấy này, cái mức thầu dành cho từ khóa bàn học ở khu vực Thanh Hóa nó chỉ rơi vào 1.000 đến 4.000 thôi. Thì nếu như các bạn lựa chọn trên toàn Việt Nam, thì khi mà chúng ta đặt cái mức giá thầu CPC thủ công dành cho cái từ khóa của chúng ta trên toàn bộ lãnh thổ là nó sẽ cao hơn so với các cái tỉnh khác nhau. Và như vậy thì chúng ta sẽ bị mất rất nhiều tiền cho những cái click mà chúng ta đáng lý ra chúng ta có thể phải trả thấp hơn. Cho nên là khi mà chúng ta lựa chọn quảng cáo thì các bạn nên nhắm vào một cái vị trí cụ thể nào đấy. Bạn có thể nhấp vào đây hoặc là nhấp vào trong phần tìm kiếm nâng cao này. Ở trong này bạn sẽ nhấp một cái vị trí nào đấy mà bạn mong muốn. Ví dụ như tôi chọn Hà Nội. Bạn có thể lựa chọn Hà Nội thành phố hoặc là Hà Nội tỉnh thì tùy các bạn. Tôi chọn thành phố đi. Bạn cũng có thể thêm nhiều vị trí cùng một lúc bằng cách là nhấp vào trong phần thêm nhiều vị trí này. Sau đó thì nhập tất cả những cái địa điểm mà bạn mong muốn vào trong đây và cách nhau mỗi một khu vực là một thành phố. Ví dụ như là Đà Nẵng này, Cần Thơ này. Đó, sau thì bạn nhấn tìm kiếm. Và bên dưới này nó sẽ hiển thị cho các bạn các vị trí tương ứng với cái tìm kiếm của bạn. Và bạn nhấp vào phần mục tiêu thì nó sẽ thêm cho các bạn các vị trí vào nhanh hơn. Trong trường hợp bạn muốn target tới đúng một cái vị trí cụ thể nào đấy xung quanh cái khu vực bán hàng của bạn chẳng hạn, thì bạn có thể nhấp vào trong phần bán kính. Và ở đây thì bạn có thể nhập một địa chỉ nào đó, ví dụ như là bến xe Mỹ Đình. Và bạn chuyển đơn vị sang thành km, ví dụ như thế này, thì chúng ta cũng có thể thêm một địa điểm vào với một cái bán kính mà chúng ta mong muốn. Được chưa nào? Và có một cái lưu ý rằng là khi mà chúng ta set các chiến dịch quảng cáo Google ấy, thì đôi khi cái giao diện của bạn nó sẽ hơi lag một chút. Nên là các bạn cần phải có cái sự kiên nhẫn nhất định khi mà chúng ta tạo ra các chiến dịch quảng cáo. Sau khi mà các bạn set xong rồi thì bạn sẽ nhấn vào phần lưu này. Đó, chúng ta đã thiết lập xong cái phần vị trí mà chúng ta muốn nhắm mục tiêu tới. Bạn sau khi mà lựa chọn xong các vị trí thì bạn sẽ nhấp vào cho tôi cái phần tùy chọn vị trí này. Ở trong phần tùy chọn vị trí thì bạn sẽ lựa chọn cho tôi cái sự hiện diện, cái mục thứ hai. Google nó mặc định là sự hiện diện hoặc mối quan tâm, những người đang ở vị trí này thường xuyên hoặc là có thể thể hiện cái sự quan tâm tới cái mục tiêu này. Thì chúng ta không nên lựa chọn cái này. Tại sao lại như vậy? Giả sử như bây giờ tôi đang ở trong Đà Nẵng đi, nhưng tôi là một người làm quảng cáo giống như bạn, và tôi muốn xem là cái khách hàng của tôi, cái đối thủ của tôi ở ngoài Hà Nội như thế nào, và tôi search là bàn học ở Hà Nội, thì Google nó ghi nhận cái hành động của tôi và nó cho rằng là tôi đang quan tâm tới bàn học ở khu vực Hà Nội. Vì vậy, khi mà bạn chạy quảng cáo với khách hàng của bạn ở khu vực Hà Nội thì Google nó cũng hiển thị quảng cáo đó dành cho tôi, mặc dù là tôi ở trong Đà Nẵng. Các bạn hiểu không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ lựa chọn cái sự hiện diện, tức là chỉ những cái người nào mà họ ở cái vị trí đấy, ở cái khu vực đấy thì mới hiển thị quảng cáo mà thôi. Còn nếu như họ ở một cái khu vực khác, ở một nước khác, một tỉnh khác thì nó sẽ không hiển thị ở phần này. Ở phần loại trừ này, bạn sẽ lựa chọn mặc định như thế này. Sau đó thì các bạn cứ thu gọn vào để chúng ta dễ nhìn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến đến phần ngôn ngữ. Ở trong phần ngôn ngữ này thì tôi khuyên bạn rằng là bạn sẽ lựa chọn ngôn ngữ là tất cả. Tại sao lại như vậy? Tất cả ngôn ngữ không phải là cái ngôn ngữ mà người dùng đó nói, mà ngôn ngữ này là cái ngôn ngữ được cài đặt mặc định ở trên cái trình duyệt
mà người ta sử dụng để tìm kiếm. Thì các bạn hình dung là, ví dụ như bây giờ tôi là một sinh viên học ngôn ngữ Pháp đi, thì tôi sẽ có xu hướng là cài đặt cái trình duyệt của tôi là ngôn ngữ tiếng Pháp. Và tôi học tiếng Anh thì tôi sẽ cài đặt ngôn ngữ của tôi là tiếng Anh, mặc dù là tôi vẫn đang nói tiếng Việt. Vì vậy cho nên là gì ạ? Là khi mà bạn lựa chọn một ngôn ngữ chỉ tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì có nghĩa là bạn đang bỏ đi rất là nhiều những cái đối tượng khách hàng mục tiêu mà đáng lý ra bạn sẽ nhắm tới. Cho nên là các bạn cứ để mặc định là tất cả các ngôn ngữ, chỉ cần họ tìm kiếm đúng cái từ khóa mà bạn thiết lập là bạn học, thì đương nhiên là họ phải biết tiếng Việt rồi, đúng không ạ? Và bạn sẽ target được tới cái đối tượng khách hàng của bạn. Cho nên là bạn để tất cả ngôn ngữ cho tôi. Thêm một vài phần cài đặt khác bao gồm là phân khúc đối tượng này và tìm kiếm quảng cáo động. Thì hai cái phần này đó, với những cái người mới bắt đầu thì bạn không nên target vào. Và ngay cả tôi, khi mà tôi đã chạy quảng cáo rất là nhiều rồi, thì tôi cũng không target vào phần nhắm mục tiêu này. Bởi vì là nó thực sự nó không cần thiết với một số lĩnh vực nào đấy. Bạn cũng có thể thử bằng cách là nhấp vào phần nhắm mục tiêu này, hoặc là nhấp vào phần lượt xem, duyệt xem này, để hiển thị ra những cái mối quan tâm như thế này. Nhưng mà nó khá là khó để mà chúng ta target đúng được, và chúng ta ngân sách phải lớn, phải đủ lớn thì chúng ta mới có thể target chính xác được. Còn nếu không ấy, thì các bạn cứ để mặc định mà chúng ta không đụng gì đến cái phần phân khúc đối tượng này. Đối với cái phần cài đặt quảng cáo động thì là đây là một cái phần mà nó sẽ thiết lập cho bạn một cái chiến dịch quảng cáo dựa trên những gì bạn xác lập, và Google nó sẽ dựa trên cái website của bạn để đưa ra một chiến dịch. Cho nên là bạn không nên, thực sự là không nên để cái này. Còn nếu như bạn vẫn muốn thì bạn có thể nhập cái website của bạn vào đây và nhấn tiếp tục để cho Google tự tạo ra những cái quảng cáo. Và tất nhiên thì với cá nhân tôi á, một cái chiến dịch quảng cáo như vậy thường nó rất là ngu, bởi vì nó dựa trên những gì bạn chia sẻ trên website, sau đó thì tạo ra quảng cáo mà. Đây, bạn có thể đọc ở đây này. Sử dụng URL của bạn để tự động các tạo, để tạo các quảng cáo phù hợp với cụm từ tìm kiếm của người dùng. Thì tất nhiên là cái gì tự động nó cũng không nên, cho nên là tốt nhất là bạn không nên điền vào phần này. Ở phần chế độ cài đặt khác thì bạn có thể lựa chọn một số thứ. Thì những cái phần này chúng ta đều có thể thiết lập sau khi mà chúng ta thiết lập xong một cái nhóm quảng cáo. Vậy cho nên là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau để tránh cái việc mất thời gian của các bạn. Các bạn cứ nhấn phần tiếp cho tôi. Bây giờ khi mà bạn chọn vào lựa chọn này, nó lại hiển thị lên một cái gợi ý và bạn tắt nó đi. Bạn có thể nhập cái đường dẫn website của bạn vào đây để có thể hiển thị một số cái gợi ý của Google. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta làm một cái chiến dịch quảng cáo á, các bạn cần phải xác định rất rõ cái từ khóa nào các bạn đang muốn hướng tới, cái nhóm quảng cáo nào, cái loại sản phẩm nào bạn đang hướng tới từ trước rồi. Và cái việc này phải được phân tích dữ liệu ở trên Excel để tránh cái việc lãng phí tài nguyên, lãng phí tiền của các bạn. Tôi quay trở lại với cái bộ phân tích từ khóa như thế này. Thì một từ khóa là bàn học. Tôi sẽ chuyển sang tất cả đi. Nếu như bạn bán bàn học thì bạn sẽ thấy là ở trong này nó có tới hàng nghìn những từ khóa khác nhau. Và tất nhiên thì bạn không thể nào mà thêm tất cả các từ khóa này vào trong một cái nhóm quảng cáo của bạn được, mà mỗi một nhóm quảng cáo chỉ nên thực hiện một hoặc là một vài cái từ khóa cực kỳ liên quan tới nhau thôi. Tôi nhấn mạnh là cực kỳ liên quan tới nhau, và theo một cái quy tắc gọi là gì ạ? Từ khóa dài chứa từ khóa ngắn, và thường nhá là không vượt quá 5 từ khóa. Và nếu có thể với một số ngành nghề đặc biệt thì bạn chỉ nên sử dụng một từ khóa duy nhất dành cho một nhóm quảng cáo thôi. Ví dụ ở đây tôi lấy từ khóa là bàn học đi. Thì tôi sẽ lựa chọn từ khóa dài là gì ạ? Bàn học giá rẻ. Là từ khóa dài. Được chưa? Bạn nhìn này. Ở phía bên dưới này nó sẽ cho bạn ba cái gợi ý, bao gồm là một cách nhập giống như tôi nhập như thế này. Thì là từ khóa đối sánh rộng. Đối sánh rộng là như thế nào? Là giả sử, bạn nhìn lên trên trình duyệt nhé, tôi nhập
bàn học sinh giá rẻ. Thì ở trong cái cụm từ tìm kiếm của tôi có từ bàn học này, có từ giá rẻ này, thì Google nó hiểu rằng là gì ạ? Là khi khách hàng tìm từ này thì sẽ hiển thị cái quảng cáo của bạn lên, bởi vì bạn lựa chọn đối sánh rộng, miễn sao ở trong cái từ khóa tìm kiếm của khách hàng chứa các cái từ khóa mà bạn đưa ra thì nó sẽ hiển thị. Với cá nhân tôi thì tôi thường không lựa chọn cái loại từ khóa này, mà tôi sẽ lựa chọn cái loại từ khóa thứ hai hoặc thứ ba tùy theo mục đích. Từ khóa đối sánh cụm từ được thể hiện bằng dấu nháy kép, được đặt bên trong một nháy dấu nháy kép như thế này, thì nó là như thế nào? Ví dụ như khách hàng họ tìm kiếm chính xác này là bàn học sinh giá rẻ, là bàn học giá rẻ, hoặc là bàn học giá rẻ cho trẻ em, thì bạn thấy gì ạ? Cái từ khóa của tôi là bàn học giá rẻ này nó luôn đi cùng nhau, thì nó được gọi là đối sánh cụm từ. Nó có thể xuất hiện ở đầu từ khóa tìm kiếm, ở giữa hoặc là ở sau. Tuy nhiên thì tất cả những từ này phải xuất hiện liên tiếp thì nó được gọi là một từ khóa đối sánh cụm từ. Và đây là cái loại mà tôi thường sử dụng nhất. Còn đối sánh chính xác thì tất nhiên là khi và chỉ khi người dùng tìm kiếm chính xác từ khóa này thì nó mới hiển thị quảng cáo lên thôi. Và cái việc lựa chọn này nó phụ thuộc vào cái mong muốn, cái định hướng của bạn. Được chưa ạ? Và thường là tôi lựa chọn như vậy. Quay trở lại với cái việc từ khóa ngắn chứa từ khóa dài, thì tôi đã xác định từ khóa dài của tôi là bàn học giá rẻ, thì tôi sẽ lựa chọn là gì ạ? Nhập có dấu không dấu này, bàn học giá rẻ. Đó, từ khóa ngắn của tôi là gì ạ? Bàn học. Ok, khi mà bạn lựa chọn các từ khóa như thế này thì bạn cần phải phân tích từ khóa, giống như tôi nói ban đầu, phân tích rất kỹ, bởi vì cái việc mà đưa ra một chiến lược quảng cáo dành cho các từ khóa là cực kỳ khó khăn. Những từ khóa mà mang tính chất chung chung như thế này thường sẽ có tỷ lệ chuyển đổi rất thấp. Các bạn thấy này, tỷ lệ tìm thì rất nhiều nhưng mà chắc chắn là tỷ lệ chuyển đổi sẽ thấp. Cho nên là gì? Là chúng ta cần phải xác định thật kỹ cái nhóm từ khóa nào mà bạn đang chạy, phải nhắm đến đối tượng nào và hành vi của họ ra làm sao, thì chúng ta hãy lựa chọn. Và với một cái chiến dịch quảng cáo như thế này, một nhóm quảng cáo như thế này, thì tôi chỉ lựa chọn 4 từ khóa này thôi, chứ không nhiều hơn. Để làm gì ạ? Để tạo ra một cái quảng cáo có mức độ liên quan cao tới những từ khóa mà tôi đang nhắm tới. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần xét một chiến dịch quảng cáo. Thì ở phần này các bạn cần phải xác định một URL cuối cùng, tức là cái nơi mà khách hàng sẽ truy cập vào. Tôi lấy ví dụ, tôi sử dụng URL này, được chưa ạ? Là URL truy cập cuối cùng. Và thông thường á, để chọn quảng cáo có thể ổn nhất thì bạn nên lựa chọn những cái trang bán hàng riêng, chứ không nên chạy quảng cáo thẳng vào một trang web như thế này. Tuy nhiên ở đây tôi đang làm mẫu thôi, cho nên là tôi muốn chia sẻ cho các bạn như vậy để các bạn có thể dễ hình dung. Bây giờ phần đường dẫn hiển thị, thì đến phần này các bạn bắt đầu để ý này. Chúng ta thiết lập bên này thì nó sẽ hiển thị cái gợi ý cho chúng ta ở phía bên tay phải, chúng ta có thể xem trước được. Đầu tiên là đường dẫn tối đa là 15 ký tự, thì tôi sẽ nhập là gì ạ? Tại sao tôi lại nhập ở trên này? Tôi nhập ở trên bởi vì là cho nó khỏi bị lag. Bạn học sinh đi. Đó, còn bên này là giá rẻ. Thì bạn thấy này, nó sẽ hiển thị cái URL của tôi như thế này. Bạn có thể lựa chọn một bên cũng được, không nhất thiết là phải nhập cả hai bên. Đó. Còn bây giờ là dòng tiêu đề, thì dòng tiêu đề các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều những cái tiêu đề khác nhau. Tuy nhiên, bạn cố gắng tạo ra một cái tiêu đề thỏa mãn hai yếu tố. Cái thứ nhất là thu hút, cái thứ hai là đúng với từ khóa mà bạn đang xác lập. Thì tiêu đề đầu tiên với tôi luôn là quan trọng nhất. Thì tiêu đề này giải tối đa là 30 ký tự. Tôi lấy ví dụ. Đó. Thì bạn thấy này, đây là từ khóa quan trọng nhất, cho nên là tôi sẽ có thể viết in hoa nó lên hoặc không, tùy.
Bạn có thể cố gắng viết dài hơn từng này ký tự, nhưng bạn không nên làm như vậy. Bởi vì sao ạ? Chúng ta chỉ nên đưa một cái từ khóa đúng với cái mục tiêu mà chúng ta tìm kiếm ở dòng tiêu đề đầu tiên. Ở dòng tiêu đề đầu tiên thôi các bạn nhé. Sau đó thì tất cả những cái gì mô tả về mặt kỹ thuật, về tính năng vượt trội thì bạn nên để ở phía sau. Tôi lấy ví dụ, ở phần phía sau này tôi sẽ để là gì ạ? Thiết kế thông minh. Sẽ gõ lên trên. Độ bền vượt trội. Cái việc đặt tiêu đề này vì tôi không bán bản học cho nên là tôi sẽ không đưa ra được một cái từ khóa nào đó, một cái mô tả nào đấy phù hợp với bạn. Tuy nhiên đó là những cái gợi ý dành cho bạn mà thôi. Đó. Thì bạn nên tạo nhiều một chút. Lấy ví dụ như vậy. Thì khi mà bạn nhập, bạn sẽ nhập nhiều cái dòng này một chút thì cái điểm tối ưu của bạn sẽ cao hơn. Bạn để ý này. Ở đây khi mà bạn tối ưu được 4 cái này thì tất cả nó đều xanh. Và thông thường á, là bạn sẽ nhập khoảng tầm 6 hoặc là 7 cái tiêu đề cho đến 10 cái tiêu đề như thế này. Thì nó sẽ cho bạn điểm tối ưu ở phía trên. Đó. Thì khi mà tôi nhập một vài cái như vậy thì bạn thấy rằng là ở phía trên này nó bắt đầu nó dần dần được đầy lên. Bạn có thể nhập nhiều hơn để tối ưu cái phần điểm này. Nếu như tôi tiếp tục nhập thì sẽ rất mất thời gian, cho nên là tôi sẽ đẩy qua những cái phần bên dưới. Bạn có thể thêm bằng cách là nhấp vào dòng tiêu đề này. Đó, nó sẽ thêm. Còn nếu không thì thôi, đúng không ạ? Vì ở phía trên này bạn thấy này, cái từ bàn học sinh giá rẻ là cái từ khóa chính mà tôi muốn nhắm tới, cho nên thường là tôi chấp nhận bỏ qua cái phần gợi ý phía trên và tôi sẽ nhấp thẳng vào trong phần ghim. Ghim để làm gì ạ? Để cố định cái vị trí của cái từ khóa này luôn xuất hiện ở trong phần tiêu đề của tôi. Và tôi sẽ hiển thị ở vị trí số 1 này. Đó. Cố định nó lại. Đó, nó sẽ mất đi cái phần tạo ra các dòng tiêu đề khác biệt này. Tuy nhiên thì đây là một điều cần thiết, bạn có thể sử dụng hoặc không. Đó. Phần tiếp theo bên dưới này, bạn sẽ đặt các cái mô tả cho nó. Ví dụ như là bạn sẽ nhập vào những cái như thế này. Bạn có thể dừng lại và tạo ra một chiến dịch quảng cáo giống như tôi chia sẻ, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Đó. Bạn có thể tạo ra nhiều dòng tiêu đề hơn để tạo ra cái sự khác biệt ở đây bằng cách là nhấp vào cộng nội dung mô tả này. Sau khi mà bạn nhấm xong rồi thì bạn có thể thiết lập một cái mẫu theo dõi dành cho URL của bạn. Nếu như trong trường hợp website của bạn có nhiều nguồn quảng cáo khác nhau, hoặc là có cả quảng cáo, có cả SEO lẫn cả quảng cáo, thì bạn có thể tạo ra một cái mẫu theo dõi hoặc là đặt một cái URL để bạn có thể theo dõi trên Google Analytics. Còn nếu không thì thôi, ở đây tôi chọn xong này, để chuyển sang bước tiếp theo. Nhấn tiếp này. Ở trong phần này thì chúng ta cần phải thiết lập các cái chiến dịch mở rộng dành cho Google của chúng ta. Chúng ta sẽ có khoảng 5 cho đến 7 cái loại mở rộng khác nhau, và mỗi một loại mở rộng nó sẽ phù hợp với một chiến dịch quảng cáo riêng. Và với riêng phần mở rộng của quảng cáo, nó sẽ đặc biệt quan trọng đối với một chiến dịch quảng cáo tìm kiếm. Và thời gian của video này khá là dài rồi, và bạn cũng cần có thời gian để thiết lập các quảng cáo ở trong bài học của tôi trước đó, cho nên là tôi sẽ dừng video ở đây. Và hẹn gặp lại bạn ở trong bài học tiếp theo để chúng ta thiết lập các cái phần mở rộng dành cho quảng cáo, cũng như là thiết lập ngân sách và thiết lập các phần nâng cao của một chiến dịch quảng cáo Google tìm kiếm. Ok chưa nào? Đừng quên nhấn like video, nhấn subscribe kênh và bật nút chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo rất hay và độc đáo của tôi. Xin chào tạm biệt bạn và hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào.